Xin chào cả nhà. Tiếp theo là tiết mục khơi hòa dưới quê Mít Thái Thơm mọi người. Mít Thái Thơm nha. Hôm qua chẻ nữa. Trời ơi, ngon dễ sợ kho trái mít. Đó. Ngon chưa? Quá trình ngon luôn. Giờ đem đây mình xẻ đôi trái mít, xẻ một nửa ra nha. Bên đây là cây bơ nè mọi người. Hồi sáng mình có một cái clip giới thiệu về nó đó. Bơ đó. Nói sơ thôi nha, cho những bạn nào mà chưa xem cái clip của mình. Đây là cái cây bơ của mình. Đó, bơ trồng mặt hạt trong nước nha. Đẹp ha. Ôi, có mầm có lá dễ thương dễ sợ luôn. Xuất sắc. Để đây để khoe. Đó, rồi tiết mục chính của mình là thôi mình ăn mít đi. Mít Thái Thơm nha. Ở Việt Nam hôm nay là thứ hai mọi người, ngày 7 tháng 1. Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ nhiệt độ đang 25 độ C. Nóng quá. Nóng quá trời luôn. Trời ơi sao cái này toàn sơ không vậy trời. Chết rồi, cái nửa này toàn là sơ không bị chèn. Diệt nửa này trước nha. Cái này trước đi. Thấy không? Đó. Trời ơi, cái miếng mít nó thơm, nó ngon. Cắt liền cái miếng này ăn thử. Wow. Đúng là mít Thái Thơm đó. Nó cam lè luôn. Mít này của nhà bà ngoại mình mọi người ơi. Coi nè. Miếng mít nó cam lè luôn ha. Rồi. Sơ nó dày, sơ nó to chưa nè. Rồi miếng sơ. Nó giòn rụp luôn. Ngọt ngay hả. Ngon quá. Về kỳ này may ghê luôn á, mít nhà bà ngoại chín. Nhà mình cái cây mít mà lúc trước mình mẹ mình gửi cho mình một cái trái đó mọi người. Sao giờ cái mít nó bị lụi luôn rồi. Tiếc quá. Nhưng mà mẹ mình cũng đã kịp trồng được một cái mít Thái Thơm. Cũng là mít Thái Thơm giống vậy luôn nhưng mà cái này là của nhà ngoại mình trồng nè, cái trái này là của nhà ngoại. Nhà mình chín một trái. Cắt ngày hôm kia rồi. Ôi xuất sắc. Cái cùi nó không có nhiêu hết trơn á. Ngon quá. Cắt cái cùi mà tiếc. Cắt cái cùi mà tiếc quá trời. Sao cùi nhiều dữ ta. Trời ơi. Nhớ là hồi thèm mít đó mọi người. Mình mua mình ăn mình quay cho mọi người coi á. Trời ơi. Một miếng đó là trăm mấy ta, 120 ngàn. 3kg hay sao á. 3kg mấy á. Nè mọi người. Mời mọi người ăn mít. Còn miếng cùi, miếng trắng trắng ở trên thôi để chút mình lấy sau. Đây, miếng mít nè. Đây, miếng mít coi. Nè. Cam lè luôn nè mọi người. Ôi ôi. Ngọt lắm. Ngọt không thể nào tưởng tượng nổi. Sao ngọt dữ tà ngôn trời. Coi nè. Cái sơ nó cũng ngọt mọi người ơi. Ăn sơ cũng ngon nữa. Lột ra để sẵn đây chút. Để dưới nhà. Người đi ra đi vô rồi lập ăn. Trời ơi. Coi cái muối nó giòn rụm mà mọi người. Mít đỏ. Mít hôm bữa mình mua trên mạng á là mít Thái nó vàng. Còn là mít Thái Thơm đỏ que. Đỏ que luôn. Ngon lưỡng ha.
Ngọt. Kiểu này thì thuộc chắc hết này luôn á. Phải nói là phải nói rất thơm luôn mọi người. Nhà ngoại mình có một cái mít thấy thơm hai cây gì á, nhưng mà nó rất rất hiếm khi mình về đúng cái dịp mà nó chín. Hầu như những dịp chín á mà bà ngoại cho mẹ mình á là mẹ mình đều gọi lên hết, hỏi ăn không gửi lên, nhưng mà cực quá mấy bạn, cực quá cái mình nói thôi khỏi khỏi gửi đi, xã chia ở dưới thì ăn chứ gửi xe lên chạy ra ngoài lấy nó cực lắm. Tại vì không chưa thèm lắm chứ cỡ thèm lắm là cỡ nào cũng ăn, tại vì trên đây cái mít thành phố đâu có ai dám ăn đâu mọi người. Giờ chích thuốc đồ sơ nè, ăn luôn chích thuốc giờ đâu có ai dám ăn. Nó hạt luôn ta. Quá trời quá đất rồi. Trời ơi cái mít này. Cái hạt có bao lớn à? Ba ngón tay mình. Ba ngón tay mình. Cái sơ của nó cũng màu vàng nha mọi người. Cái sơ nó cũng màu vàng coi nè. Sơ nó cũng màu vàng luôn á, thấy không? Nó lợt hơn cái muối là chắc chắn rồi, nhưng mà nó cũng màu vàng vàng. Ủa mà cái sơ nó cũng ngọt bá cháy của mình luôn á. Lột này ăn. Ăn sơ không thôi. À mọi người, sẵn nhân đây á, mình xin thưa với mọi người luôn là cái clip mà ăn mít của mẹ vợ dưới quê gửi lên cho mình được rất là nhiều người ủng hộ. Thật sự cái con số mà like thì mình không có kêu gọi, bởi vì là tùy theo cái sở thích của mỗi người thôi, nhưng mà nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm cho mình rất là vui rồi, bởi vì cũng đã có mọi người theo dõi. Nhưng mà mình xin đính chính như thế này nè, mình hỏi mẹ mình rồi là mít mà trồng bằng hạt thì không có khó, nhưng mà cái năng suất mà cái cây mít đó lớn lên á mà mình chăm sóc tốt mà để cho ra trái để mình ăn á thì nó sẽ rất là lâu mọi người ơi, lâu lắm. Mẹ mình nói nhiều khi nó không ra luôn đó. Nhà mình á ở dưới đó là tính tới nay là được 9 năm rồi, thì cây mít đó mới chỉ cho trái trong vòng có 2 năm trở lại đây thôi, là lúc nhà mình bắt đầu xây nhà là đã trồng nó rồi. Tại vì nó là cái giống lấy cái hạt lớn lên từ cái hồi trước nhà mình ở khu tập thể trên thị trấn á, thì sau này mình dời xuống hiện tại bây giờ nhà mình đang ở là dưới một cái trong một cái nông trường, thì mẹ mình trồng từ lúc nhà mình bắt đầu xuống. Mà mấy bạn nghĩ coi, 9 năm rồi mà chỉ mới cho trái 2 năm cách đây thôi, thì các bạn tưởng tượng xem cái khoảng thời gian nó quá dài. Tại vì nhà mình á có dư một cái miếng đất phía sau và rất là thích cái loại mít đó nên nhà mình mới trồng thôi, chứ thực sự cái tán nó rất là rộng, nó rất là mất diện tích. Nhưng mà bởi vì đó là cái cây mít yêu thích của mẹ mình nên mẹ mình mới giữ lại. Chứ thực sự nếu như mà mình muốn canh tác cái đó để mình ăn cái giống ngon á thì mình phải chờ cái thời gian đó là quá lâu đi. Đó, cho nên là sẵn nhân dịp ở đây mình thưa với mọi người luôn là cái cây bây giờ mọi người muốn ăn mít mít mà muốn trồng hoặc là xin một cái hạt giống mít á, thì cái tỷ lệ mà mấy bạn trồng để thành trái ăn á rất lâu mọi người ơi. Nên là mọi người hay mọi người làm giống mẹ mình đi. Tức là bởi vì 2 năm trở lại đây nó cho trái mà cho rất là ít, nên mẹ mình á mới đi tìm một cái loại giống mít khác, đó là mít Thái Thơm, là giống này nè. Đó là mít Thái Thơm. Nhưng mà mua ở những cái chỗ bán hạt giống cây á thì mẹ mình mua chừng 4 cây mít Thái Thơm trồng xung quanh nhà. Thì bởi vì ở Tây Ninh á của mình nắng lắm cho nên là chỉ có 2 cây thích hợp thôi. Tại vì mình chắc là mẹ mình tưới nước nhiều ở chỗ đó nên chỉ có 2 cây sống thôi. Đó, thì bây giờ cái cây đó cao chừng 3 mét. Cao chừng 3 mét. Cái thân của nó bằng cùm tay của mình nè. Cái thân của nó nhắc lại nha, chỉ bằng cùm tay của mình mà thôi. Cao 3 mét. Cái thân bằng cùm tay nhưng đã cho được 3 trái rồi mọi người. Trồng mới chỉ hơn có 1 năm thôi. Đó, thì cái năng suất mà mua cái cây giống ở ngoài về trồng thì nó nhanh hơn là làm mình trồng bằng hạt. Nên là sẵn đây mình thưa với mọi người là nếu những bạn nào đã từng tin tưởng và đặt comment vào cái video clip của mình để xin cái hạt giống mà mình đã hứa cho đó, thì mình rất là biết ơn các bạn đã quan tâm tới clip và cũng như là thấy
trái cây ngon, muốn nhân giống hơn, nhưng mà cái thời gian mà để cho ra trái thì nó quá lâu đi, thì nếu để kinh tế hơn và mau được ăn trái ngon hơn thì mình mong là các bạn lựa chọn những cái chỗ bán cây giống uy tín gần nhà đó, mình mua mít thái thơm nha. Tại vì mà biết sao không, cái giống đó là người ta là đời lai F1 rồi, nên mình trồng sẽ ra trái liền đó. Cái miếng mít giờ biểu sao không ngon, sao không ngon trời. Ừ, ngon lắm. Cái điện thoại mình báo 25 độ chứ tôi nghĩ đây chắc chừng 28 độ. Nóng quá, nóng quá mọi người ơi. Hay là tại tôi nóng vậy ta. Mình ở nhà mình xem cập nhật lúc Giáng sinh của những nước khác á, có tuyết ấy, nhìn thấy mê quá ha. Ước mơ của mình là được một lần được thấy tuyết, được chạm vào tuyết. Ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi. Mình phải ráng cày cuốc và tìm lấy cơ hội để đến những nơi có tuyết. Ước mơ của mình hồi đó giờ là đi đâu mọi người biết không? Đi Hàn Quốc. Mà đi Hàn Quốc xin visa khó lắm, chứng minh tài sản này kia. Mình thì dân tỉnh mà làm gì có nhà cửa đây mà chứng minh, cho nên là nó hơi khó. Hoặc các bạn phải có điều kiện. Mình thì không phải là người có dân có điều kiện, nên là đi Hàn Quốc còn phải chứng minh, cho nên là mình chưa có thực hiện được ước mơ được. Mà mọi người ơi, đi Hàn Quốc bây giờ á, có một đảo không cần xin visa, đó là đảo Jeju đó mọi người. Đảo Jeju á, là mình mua vé mình qua đó mình chơi á, không cần xin visa gì hết. Chừng nào mình đi vô trung tâm, vô trung tâm của Hàn Quốc thì mình mới cần xin visa thôi mọi người ơi. Tết Tây rồi mọi người có gì vui không? Có gì mới không? Có ai phát tài gì chưa? Chứ tôi là chưa rồi đó. Bữa nay mới ngủ dậy không có phấn son gì hết, không có gì hết trơn. Mặt mày tái mét, tái mè, tái mơ. Tái mét quả mơ. Công nhận nhà dưới quê thích lắm mọi người. Tuy là Tây Ninh của mình là nổi tiếng là Tây Ninh nắng cháy da người, nhưng mà đúng là mình ở đâu mình quen đó mọi người ơi. Với nhà mình cũng có cây cối xung quanh á, cho nên là mình cảm thấy thoải mái và mát mẻ lắm. Đi đâu cũng không bằng nhà mình hết á. Có ba có mẹ nữa, vui lắm. Tết vừa rồi á, mấy bạn trên Sài Gòn có ai về quê không? Mấy bạn được nghỉ nhiều không? Tại vì đợt này tôi nghỉ nhiều là tại vì sao không? Mình xin nghỉ phép luôn. Mình xin nghỉ phép. Tại mình có phép mà mình chưa nghỉ hết á. Qua năm người ta dồn á là mình phải nghỉ. Đó, nếu không thì công ty họ sẽ không có tính phép cho mình. Mình không nghỉ thì mình mất quyền lợi. Nè mọi người. Một nửa trái này. Một phần tư của nửa trái đây. Ngon chưa? Trời ơi những miếng mít ngon giòn ngọt ơi là ngọt luôn mọi người. Xin mời. Ngọt lắm luôn á mọi người. Sao cái màu nó cam lè vậy trời? Nó cam nha. Không biết nhìn màn hình nó ra màu vàng hay màu cam trời. Nó màu cam cam đỏ đỏ á. Cam cam đỏ đỏ nha mọi người. Nó ngọt. Sao mà nó ngọt. Ở dưới quê mình á, người ta trồng rất nhiều một loại mít, đó là mít lá bàng mọi người. Mọi người biết làm gì không? Mít lá bàng là một loại mít mà cái trái nó rất là to nha, mấy chục ký cũng có luôn á. Nhưng mà đặc điểm của cái mít đó là muối cũng to luôn nha mọi người. Nhưng mà đặc điểm của mít đó là khi mà chín á thì nó sẽ rất là nhanh mềm. Và cái loại mít đó chỉ thích hợp để người nhà máy người ta thu á, người ta mua về là mít sấy á. Cái loại mít sấy Vinamix mọi người hay ăn đó. Đó, tự những cái dạng mít sấy giống như vậy. Thì hầu hết người ta đều lấy mít lá bàng. Bởi vì thứ nhất á, là nó ít ngọt. Thứ hai là nó chín mềm á. Chín mềm là sao? Tức là chín nó mềm giống như là mít ướt vậy đó. Đó, y như mít ướt vậy đó. Cho nên là người ta lấy cái đó người ta sấy lên
sấy lên. Đây là mít mít khô, mít sấy khô. Quá trời dính rồi. Quá trời ngon mọi người. Ngon là hết cái này chắc. Ngon. Ngọt ghê luôn. Dính dưới chèo. Thiệt chứ mít ngon, cái cắt miếng mít nào cũng xót xót ruột miếng đó. Mà ăn mít này đẹp, mau đầy bụng lắm mọi người. Nhưng mà phải chịu thôi tại vì nó ngon quá. Ngon quá chịu không nổi. Bạn nghe tiếng gà kêu không? Dưới Sài Gòn mà có tiếng gà kêu hay ha. Phía sau nhà kế bên á, anh đó anh nuôi gà, trang bị lồng đồ, trời ơi công nhận. Dưới quê mình nuôi gà mình thả giường, còn nuôi gà cực quá. Mua trấu về rải vô, nó đâu có chặt mọi người ơi. Với thành phố nuôi con gì cũng không có được, không phải chỗ rộng rãi nuôi con vật nó mới dễ thở chứ. Mình đây sống còn không có chỗ sống nữa, nuôi cái con vật nó chật chội nó khó chịu lắm. Trời ơi mọi người, cái sơ này coi nè nè. Cái sơ chưa ăn luôn. Ngon. Mít dày đâu có bao nhiêu đâu mà muối thấy ghê luôn. Này cắt ra thế này trắng nhách nè, cho không có ăn rồi có quá trời luôn. Tại miếng mít nó lùn thôi chứ không phải không có. Mình nặng ra ngồi hồi xưa nè, ưa nặng này nè. Đó, có muối nè, thấy không? Thích quá à, mình mà có đất có đồ ở nhà mình thích trồng trái cây. Nhà mình trồng chuối nhiều lắm mọi người. Chuối chuối già cũng có, chuối xứ cũng có, chuối câu cũng có luôn mọi người. Chuối câu á. Cưng lắm. Cái nhỏ nhỏ nhỏ. Xong rồi mọi người, bây giờ mình ăn mít thôi. Ăn mít thôi. Đây, đây là thành quả của mình. Một dĩa to to đùng luôn nè. Đã chưa mọi người? Nhìn một lượt đi. Cái muối mít nó căng to tròn, mít thái thơm nha, mít thái thơm. Mít thái thơm đó. Mình có một nửa bỏ hạt và một nửa không bỏ hạt. Xin mời. Đây là mình bóc một cái muối chưa bóc hạt cho mọi người xem. Nó căng tròn tới cỡ nào. Ngon không? Tuyệt vời. Tuyệt vời. Muối mít ngon. Muối mít ngon tuyệt vời luôn. Ăn thôi. Ngon quá trời. Mê không? Quá ngon. Ngọt. Xuất sắc ha. Nó giòn, cái sơ nó rất là ngọt, muối miếng này nó ngọt ngon lắm. Miếng muối nó bóng,
Bí bơ nè mọi người. Có 3 mầm thôi. Lá bơ. Dễ thương quá. Ở thương quá mọi người. Chai cà sữa hồi trưa mình mua uống chưa hết, đổ ra nãy giờ quên uống, ra nước quá chừng. Ngon quá à mọi người. Một khách biết có miếng sờ. Ăn chút còn chừa bụng ăn cơm chiều nữa. Giòn ngon. Nó khô, nó ráo thì nó ngon dễ sợ. Khô ráo quẹo à. Cô ngưng mà ngon không được mọi người ơi. Ngon thiệt. Ở bên này rồi, video clip tới đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Đây là mứt Thái thơm nha mọi người. Mình mua cây giống cho mình trồng ăn cho nó ngon. Đó. Bye bye mọi người nha. Bye bye.